Tây Nguyên, một vùng đất với những cao nguyên xếp tầng đầy nắng và gió, những cánh rừng già xanh thẫm, nơi những con người mộc mạc, chất phác cùng nhau sinh sống, tạo nên cộng đồng với nhiều nét văn hóa đặc sắc. Voi là loài vật gắn bó với người dân Tây Nguyên từ bao đời, được coi là một trong những biểu tượng văn hóa của vùng đất này. Trước đây, Tây Nguyên là nơi có nhiều voi sinh sống, tuy nhiên do tác động của con người, trong những năm gần đây, quần thể voi Tây Nguyên ngày càng suy giảm. Nếu không có những biện pháp bảo tồn quyết liệt và hữu hiệu hơn, thì có lẽ trong thời gian không xa nữa, hình ảnh đàn voi vốn thân thuộc với người Tây Nguyên sẽ chỉ còn trong tiềm thức. Đối với đồng bào, con voi nó đi vào truyền thuyết và nó trở thành một người bạn, một thành viên trong buôn làng, một thành viên trong gia đình rồi, thì luôn luôn là một hình tượng rất lớn. Con voi nó gần như nó là một công cụ lao động cho đồng bào, gần như một cái cánh tay đắc lực đối với đồng bào. Mọi công việc ngày xưa trong này, ví dụ đồng bào mà tiếp xúc với lúa nước là họ đã sử dụng con voi để họ dẫm buồn, lôi gỗ về, kéo củi về, hoặc là họ dựng nhà sang bằng voi để họ đưa những cái đà xà đà nó to, nguyên cái cây nó dài mấy chục mét họ đưa lên. Là con cháu của vị vua săn voi Ama Công, ngoài những câu chuyện về ông cậu đã săn được gần 300 con voi, trong nhà ông Ikueban vẫn còn những dụng cụ săn voi của người Mân Âu. Cái bộ này vừa trước là bắt được 9 con nữa. Nếu mà mình săn bắt voi là đầu tiên là mình dùng cái này, cái dây thực này dài tới 40-50 mét này. Cái dây này á thì phải dùng bằng cái da trâu. Đấy, còn mình cổ nó để mình dắt nó về nhà. Cái này á là nó phải có cái dây này nó cái kiểu nó thòng lọc như thế. Để dây mình không xoắn á. Nó quay đi quay lại cái này nó quay cái này, quay đi quay lại này. Tuy việc săn bắt voi rừng đã bị cấm từ hàng chục năm nay, nhưng những tục lệ cúng sức khỏe cho voi vẫn được đồng bào Tây Nguyên duy trì ở một số vùng. Hàng năm tôi đã cúng voi 2 lần, đầu mùa mưa và cuối mùa mưa. Đó là thường xuyên. Nếu có việc trong gia đình thì giả sử có việc là trong gia đình mất mát sau khi mai táng là mình phải cúng voi. Hoặc là những con cháu mà trong nhà lấy vợ, lấy chồng sau khi đám cưới, mình phải nên cúng voi. Theo nghi lễ truyền thống, chỉ những guru, những người thợ săn voi nhiều kinh nghiệm, săn được 5 con voi trở lên mới được chọn để thực hiện nghi lễ quan trọng này. Ngày cúng sức khỏe cho voi không chỉ là nghi lễ của một gia đình mà trở thành một ngày hội của cả dòng họ, cả buôn làng. Thậm chí lễ cúng sức khỏe của một con voi nó lớn hơn lễ cúng sức khỏe của một người con trai trưởng trong gia tộc. Những nghi lễ liên quan tới voi cho thấy vai trò quan trọng của loài động vật này trong đời sống văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên. Nhưng trước những thay đổi của thời gian, trước sự suy giảm đáng kể về số lượng voi, những nghi lễ này đang dần mai một. Thời xưa là văn tộc nó nhiều hơn, rất nhiều nghi lễ. Thưa là riêng ở đây thôi là mấy trăm con. Cái tỷ lệ bây giờ giảm xuống lên gần hình như là gần chủng nữa. Thì các con cháu sau này chỉ nghe giống như người ta kể chuyện thôi, giống truyền kể thôi, không phải thực tế. Truyền thống của mình bây giờ là không còn nữa, thì thấy cũng tiếc. Cái phong tục tập quán của mình mà bỏ đi thì mình cũng thấy buồn. Bởi vì mình muốn giữ lại cái truyền thống, cái phong tục của mình mãi mãi. Vốn được biết đến như biểu tượng của sức mạnh đại ngàn, giờ đây những chú voi đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng và cả nguy cơ bị quên lãng. Phân loài voi sống tại Việt Nam là voi châu Á, được xếp vào bậc nguy cấp trong danh mục sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN, bậc cực kỳ nguy cấp theo sách đỏ Việt Nam và nằm trong phụ lục 1 Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp, Công ước CITES. Những năm trước đây, voi có vùng phân bố khá rộng, từ Lai Châu dọc dãy Trường Sơn tới Bình Phước, Tây Ninh và một số tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ như Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu. Trong khoảng gần 30 năm trở lại đây, số lượng voi Việt Nam nói chung và voi Tây Nguyên suy giảm nhanh theo từng năm. Những năm 1990, ước tính số voi hoang dã của Việt Nam còn khoảng từ 1.500 đến 2.000 cá thể. Tuy nhiên hiện nay,
Việt Nam chỉ còn khoảng 124 đến 148 cá thể voi hoang dã, phân bố trên 8 tỉnh, bao gồm Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Bình Phước. Về voi nuôi, voi thuần dưỡng, theo thống kê năm 2018, cá nước có 91 cá thể voi nuôi tại 11 tỉnh thành, trong khi con số này của năm 2000 là 165. Nói riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi được coi là thủ phủ của voi thuần dưỡng, số voi cũng giảm mạnh. Cụ thể, trong thời gian từ năm 1979 đến năm 1980, tỉnh Đắk Lắk có 502 con voi thuần dưỡng, năm 1990 có 229 con, năm 1997 có 169 con và năm 2000 chỉ còn 138 con, giảm 364 con trong vòng 20 năm, từ năm 1980 đến năm 2000, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2013. Đến năm 2024, con số voi nuôi của Đắk Lắk chỉ còn 35 cá thể. Theo Trung tâm Bảo tồn Voi, Cứu hộ Động vật và Quản lý Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, hiện nay chỉ còn 35 cá thể, trong đó có 21 cá thể voi ở huyện Buôn Đôn, 13 cá thể ở huyện Lắk và huyện Krông Anna chỉ còn 1 cá thể. Đáng lo ngại hơn, voi nhà hiện không thể sinh sản, trong khi tuổi của các cá thể voi ngày càng cao khiến cho bài toán giữ voi nhà càng trở nên khó khăn. Thêm vào đó, phần lớn các du khách khi đến Đắk Lắk đều có nhu cầu cưỡi voi. Do nhu cầu kinh tế, hoạt động du lịch cưỡi voi vẫn diễn ra nhiều năm qua mà chưa thể dừng lại. Điều đó càng làm cho đàn voi nhà bị khai thác quá sức, kiệt quệ. Vườn quốc gia York Don là khu rừng nguyên sinh. Giữa chốn rừng già, Trung tâm Bảo tồn Voi, Cứu hộ Động vật và Quản lý Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk được thành lập với mục đích nghiên cứu, cứu hộ, bảo tồn loài voi đang cực kỳ nguy cấp. Thưa anh, thì những cái cá thể voi mình được cứu hộ trong trung tâm mình thì trong trường hợp nào thì mình được đưa về đây? Nói chung là trong trường hợp mà voi hoang dã được cứu hộ về trung tâm đấy, thì một đấy là bị thương, không còn khả năng tự kiếm ăn ở trong môi trường hoang dã. Cái thứ hai nữa là mặc dù không bị thương, tuy nhiên thì là cái khả năng mà tái thả đàn của mình nó không thực hiện, nó không thành công, thì phải đưa về để nuôi trong môi trường hoang dã. Con voi này là được cứu hộ từ năm 2016, đặt tên là con Gôn, ý là quý như vàng ấy. Con này khi mà cứu hộ thì được khoảng độ 2 tháng tuổi, sau khi mà đi lạc đàn là bị rớt xuống một cái giếng. Khi trong cái quá trình mà mình cứu hộ về đấy, thì anh em cũng đã nỗ lực hết sức là để cho nó tái đàn, để gần vào, sát vào các cái đàn ở ngoài tự nhiên, trong vườn ra dốc đôn đấy. Tuy nhiên thì cứ thả được khoảng một đêm hoặc một hai ngày thì nó lại tự tách đàn. Vậy thì cuối cùng là phải đưa về để nuôi cứu hộ. Anh em cũng vừa học hỏi, vừa có một sự trợ giúp của các cái tổ chức nước ngoài cũng tham khảo sách vở rồi cũng từ thực tế. Thì quá trình mà nuôi con Gôn này đến thời điểm bây giờ thì là cực kỳ là thành công. Hiện nay sức khỏe nó như nào? Hiện nay sức khỏe của Gôn thì về cơ bản thì rất là ổn định. Gôn còn được sống trong cái môi trường bán hoang dã trên dưới 40 hectare. Cho nên cũng ăn được một vài cái cây cỏ ngoài tự nhiên. Hiện nay trong trung tâm mình đang cứu hộ bao nhiêu cá thể? Về công tác cứu hộ voi hoang dã đấy, thì từ trước đến giờ thì trung tâm đã cứu hộ 3 cá thể voi. Trong đó thì có một cá thể voi là đặt tên là con voi cu sứt. Thì con đó thì sau quá trình cứu hộ và một tháng thì đã tái thả thành công ra ngoài tự nhiên tại vườn ra dốc đôn. Còn hai cá thể đặt tên là voi Gôn và voi Jun đấy, thì hiện tại thì Jun thì nó bị thương rất là nặng ở chân, một phần đế là không còn nữa, thế nên cũng không còn khả năng tái thả ngoài tự nhiên. Thì hiện tại thì trung tâm đang nuôi cứu hộ hai cá thể. Đây là chú voi được lực lượng kiểm lâm phát hiện bị mắc bẫy vào tháng 2 năm 2015. Nửa móng cùng phần đệm một chân trước bị thương nặng và hoại tử. Gần đầu voi cũng bị thủng trong khi cố vùng ra khỏi bẫy sắt. Chú voi được cứu về, đặt tên là Jun, tháng 6, với ý nghĩa may mắn sinh sôi vào tháng đẹp nhất trong năm của loài voi. Chụp X-quang di động mượn được, các bác sĩ phát hiện dưới lớp da dày của voi Jun dính một đoạn dây kẽm hoen dỉ thắt tận xương. Các bác sĩ của trung tâm thì cũng nghi ngờ là phía trong vẫn còn các cái dị vật, cho nên là mà bằng mắt thường mình không thấy được, cho nên là vết thương nó không có khỏi hoàn toàn. Thì sau đó thì cũng phát hiện là trong vẫn còn một cọng kẽm dài khoảng 17 phân.
dây kẽm nó đã siết chặt vào trong xương, và khi lúc đó là nó thịt của nó đã phủ hết cái dây kẽm và nó đi lại rất là khó khăn và nó bị nhiễm trùng. Và sau khi đem về qua 4-5 lần phẫu thuật thì bên trung tâm cũng đã lấy được cái dây kẽm ở trong cái chân của nó ra, và tới bây giờ thì cái vết thương của nó không bị nhiễm trùng nữa mà nó cũng đã đỡ dần hơn hồi lúc mình cớ về. Giờ đây Jun và Côn được nhân viên trung tâm kiểm tra sức khỏe mỗi ngày, cho ăn và huấn luyện. Dù trung tâm đã nhiều lần tìm cách thả hai chú voi về lại tự nhiên nhưng đều không thành công bởi chúng đã không còn khả năng hòa nhập với đàn. Sống trong khu vực bán hoang dã nhưng vẫn là môi trường nuôi nhốt nên nhân viên của trung tâm phải thường xuyên bổ sung thêm canxi, thuốc bổ cho hai chú voi. Lặn lội vào rừng để tìm kiếm thêm những loại lá phù hợp với voi, hay tạo sinh cảnh khi cho ăn để chúng không quên đi tập tính của mình. Voi Jun và Gogon hiện tại nuôi ở cứu hộ trong trung tâm là với mục đích bảo tồn, làm sao mà cho voi Gogon và voi Jun sẽ trong cái quá trình mà sinh sống ở đây đấy thì bạn sẽ vẫn còn cái bản năng hoang dã tự nhiên. Vì vậy mà mình sẽ có rất nhiều các cái phương pháp làm giàu, bao gồm là cho tự đi tìm thức ăn, rồi là giấu thức ăn ở một cái chỗ nào đó để cho bạn đi tìm. Thì đấy, để tạo ra cho nó có một cái tính hoang dã ở trong. Như vậy thì cái đời sống về tinh thần nó mới tốt hơn là mình nuôi nó và chỉ cho nó ăn cơm nghiệp. Ngoài chăm sóc những chú voi hoang dã đã cứu về, thuần hóa như Jun và Gon, trung tâm cũng đang quản lý 35 cá thể voi nhà để ngăn chặn việc bóc lột, sát hại, đồng thời kiên trì nhân giống voi. Giữa chốn rừng già, những con voi được trút bỏ chiếc bành nặng trĩu trên lưng, tự do tự tại, vui chơi, tìm kiếm thức ăn, còn du khách chỉ đứng từ xa, ngắm nhìn chúng kiếm ăn, vui chơi giữa đại ngàn. Mỗi cá thể voi lại có một cái đặc tính tính cách riêng. Cái voi này thì rất là sạch sẽ chẳng hạn, voi kia thì lại ham ăn hơn một tí, lại láu cá hơn một tí chẳng hạn. Những cái cá tính đó làm cho cái mô hình tour voi nó rất là đặc biệt. Du khách tới thì sẽ có rất là nhiều trải nghiệm. Dự án được thực hiện từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 12 năm 2026, hướng đến mô hình du lịch thân thiện với voi, được thực hiện trên địa bàn huyện Buôn Đôn và huyện Lắc. Qua đó, thay thế hoàn toàn hình thức du lịch cưỡi voi, đàn voi nhà được bảo tồn, chăm sóc, đảm bảo phúc lợi, kéo dài tuổi thọ. Chủ và nài voi được bù đắp nguồn thu bị thiếu hụt do dừng dịch vụ cưỡi voi. Các trung tâm du lịch được hỗ trợ kỹ thuật để chuyển sang mô hình du lịch thân thiện với voi. Còn trên cả hấp dẫn, mô hình này có thể thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây để ngắm những cá thể voi. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn nhưng đó là những trải nghiệm rất đáng nhớ và chắc chắn du khách sẽ giữ những ký ức này trong tim. Thưa anh, khi mình đã bỏ cái mô hình du lịch cưỡi voi ấy, mà chuyển sang một cái mô hình làm du lịch với voi thân thiện ấy, thì hiện nay thì mình đã triển khai như nào? Qua 5 năm thực hiện thì du khách đến vườn Gia Úc Đôn là không còn có cái tình trạng mà hỏi về vấn đề cưỡi voi nữa, và cái ý thức của du khách qua công tác truyền thông thì ý thức của du khách cũng dần dần được nâng lên, đặc biệt là các cái giới trẻ và một số gia đình là cũng muốn đưa con cái họ đến để mà tìm hiểu và cũng như là được ngắm nhìn voi và chăm sóc những cái cá thể voi để không có làm cái tổn hại đến nó. Trong cái khuôn khổ của cái dự án mà chuyển đổi mô hình du lịch voi cưỡi voi sang du lịch voi thân thiện thì chúng tôi sẽ phải thực hiện hai điểm, đó là Buôn Đôn và Lắc. Thì Buôn Đôn hiện tại chúng tôi đã thực hiện được rồi. Tiếp theo là chúng tôi sẽ thực hiện ở huyện Lắc. Cái quá trình này thì cũng là một cái thành công. Cố gắng làm sao mà năm 2026 thì toàn bộ voi của Lắc sẽ tham gia mô hình voi thân thiện. Hiện tại thì số lượng mà voi rừng cưỡi cũng như là được đưa vào cái chương trình voi du lịch thân thiện trong tổng số 35 cá thể voi nhà thì cũng được khoảng 50-60% là đã rừng cưỡi voi. Mô hình du lịch thân thiện với voi tại Đắk Lắk đang có những chuyển biến tích cực. Những hành động đẹp, thân thiện, gần gũi đã và đang dần thay thế du lịch cưỡi voi.